Xin chào tất cả các bạn. Trong nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một công cụ email marketing tiếp theo, đó chính là Redbone. Trong một cái video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về công cụ Mailchimp rồi. Trong hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm với Redbone. Đây đều là những cái công cụ rất là nổi tiếng trong cái việc mà chúng ta làm email marketing. Và đặc biệt hơn một chút so với Mailchimp thì Redbone là một trong số những công cụ email marketing đã được tích hợp cả ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Tức là chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt để chúng ta làm việc, tức nên là nó sẽ đơn giản rất là nhiều so với lần trước chúng ta tìm hiểu về Mailchimp. Thì để có thể sử dụng được cái Redbone bằng tiếng Việt thì mọi người sẽ vào giúp mình một cái đường link là redbone.vn.com sổ chéo vn nhé. Đây. Hoặc là mọi người sẽ tìm cái cụm từ là redbone.vn và mọi người sẽ tìm vào một cái mà nó hiện ra là ngôn ngữ tiếng Việt. Đó, thì hoặc là mọi người có thể vào thẳng cái đường dẫn là grepon.com sổ chéo vn. Đây đây sẽ chính là trang giao diện tiếng Việt của nó, nhưng mà hình như trang này vừa nãy mình có vào thử thì hiện tại cái trang của nó đang bị lỗi CSS, kể cả trang quốc tế của họ hình như cũng bị lỗi CSS thì phải, nên là đợi họ fix xong thì chúng ta sẽ có một cái giao diện hơi khác một chút. Đúng rồi, lỗi CSS rồi đó. Thì cái này chắc là họ sẽ sớm để họ fix thôi. À, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng được những cái chức năng đăng nhập đăng ký bình thường. Khi mà chúng ta vào chúng ta vẫn có sử dụng những cái chức năng bình thường. À, thì ở đây với cái tài khoản Grabform thì chúng ta sẽ cần phải trả phí. À, tuy nhiên thì khi mới bắt đầu lập tài khoản thì chúng ta sẽ được dùng free trong vòng khoảng 30 ngày thì phải. Đúng rồi, 30 ngày. Và nó sẽ giới hạn một số cái như là tổng số liên lạc có thể thêm, rồi là tổng số email có thể gửi thì nó sẽ hạn chế. Tuy nhiên thì đây sẽ là cái nội dung video để hướng dẫn chúng ta có thể trải nghiệm nhiều cái công cụ email marketing. Và khi mà chúng ta đã cảm thấy mà chúng ta phù hợp với một công cụ nào rồi, về giao diện, về cách sử dụng, rồi vân vân, những cái liên quan đến mục tiêu, mục đích, các thứ của chúng ta đo lường hiệu quả, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái công cụ và nạp phí vào để có thể duy trì cái tài khoản đó. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại cái phần mềm tiếp theo, đó chính là email marketing trên Getaport. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cần phải tạo một cái tài khoản. Đó. Các bước làm thì gần như nó sẽ tương tự như Mailchimp thôi. Đây, nó sẽ cho chúng ta dùng thử miễn phí các tính năng trong vòng 30 ngày. Đây thì chúng ta sẽ nhập thông tin của chúng ta vào. Đầu tiên là tên này, tiếp theo là email. Email ở đây thì chúng ta cũng nên sử dụng một cái email tên miền riêng. Còn trong trường hợp nếu mọi người sử dụng cái email gmail.com cũng được thôi, nhưng mà cái tỷ lệ rơi vào hòm thư spam nó sẽ cao hơn, và sử dụng cái email tên miền riêng nó sẽ tạo được cái uy tín hơn rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng a@gmail.com. Tuy nhiên ở đây chúng ta vẫn có thể tạo bằng tất cả những cái mail như là a@gmail.com vẫn được. Mật khẩu ở đây thì chúng ta cũng sẽ có, mình không nhớ lắm, nhưng mà bên này có yêu cầu về chữ cái, chữ hoa, viết hoa, viết thường, hoặc là chữ số, hoặc là ký tự đặc biệt hay không, nhưng mà mọi người cứ đặt có những cái đầy đủ những yếu tố đấy. Ở đây không ấn được vào mắt xem để xem cái mật khẩu này, khả năng là cái trang này của họ đang lỗi rồi. Chúng ta sẽ ấn vào tạo tài khoản free thử xem nhé, xem nó còn đang tạo được tài khoản hay không. Thì mọi người lưu ý cái mật khẩu này, nếu mà trong trường hợp mà hệ thống họ yêu cầu chúng ta phải làm một cái độ khó mật khẩu như thế nào, ví dụ như là bắt buộc phải có chữ in hoa, chữ in thường, chữ số, ký tự đặc biệt, thì chúng ta sẽ làm cái mật khẩu giống như vậy nhé. Rồi, để xem vào cái giao diện làm việc của họ. Ok, ở đây thì họ sẽ bảo là chúng ta đã đăng ký thành công, và họ sẽ gửi một cái email về cái mail mà chúng ta vừa đã lấy để chúng ta lập. Thì chúng ta sẽ tìm một cái đường, đây mình vừa lập xong cái mail này, và nó sẽ có một cái mail từ Redbone về. Và chúng ta sẽ có một cái nút để kích hoạt tài khoản. Thì chúng ta ấn vào phần kích hoạt tài khoản của bạn, thì cái tài khoản của chúng ta sẽ được kích hoạt với lại cái mail đây. Như này là chúng ta đã có thể tạo xong được một cái tài khoản trên cái Redbone rồi. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ khai báo thông tin cho cái tài khoản đó. Ở đây thì chúng ta sẽ điền vừa những cái phần thông tin này vào nhé. Ở đây là mình sẽ sử dụng để mình test thôi. Rồi, mình sử dụng cái này để mình test thôi, nên mình điền vừa thông tin ở trong đây. Rồi, chọn hành trình của bạn. Thì ở đây là họ sẽ giúp chúng ta tìm hiểu. Ở đây thì thôi, mình sẽ tự tìm hiểu thôi. Còn không thì mọi người ấn vào trong đây, họ cũng sẽ có những cái hướng dẫn cơ bản cho mọi người trong cái việc mà thực hiện một cái chiến dịch email như thế nào. Và trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đơn giản nhất
là tạo ra được một cái email để gửi cho khách hàng. Bên cạnh đó thì hiện tại mình nhớ không nhầm thì đặt vừa rồi Grabcon nó còn tích hợp cả AI các thứ vào trong đây, khá là hay, và sẽ có những cái chức năng nó sẽ khá là sâu hơn. Nhưng mà trong cái đấy thì mình sẽ làm riêng một cái video nữa để hướng dẫn mọi người những cái chức năng sâu hơn ở trên Grabcon. Còn trong hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện gửi được một cái email đi và đo lường báo cáo được cái tình trạng gửi của cái email đó như thế nào. Rồi, ở đây thì nó sẽ yêu cầu nâng cấp. Ở đây thì mọi người không nâng cấp thì mọi người sẽ tắt đi nhé. Mọi người sẽ sử dụng trước cái miễn phí thôi. Rồi, ok, xin chào, bắt đầu, ok, bắt đầu nhé. Ở đây chúng ta để xem hướng dẫn này, tự tìm hiểu nha. Xác thực tên miền chẳng với lên mà. Ok, cái xác thực tên miền DKIM này này, chúng ta sẽ tạm bỏ qua đi, chúng ta sẽ tạm bỏ qua đi. Đây liên quan đến cái việc mà mình lập email thôi. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục làm luôn cái việc mà tạo ra một cái chiến dịch email marketing. Ở đây thì giao diện làm việc chính của nó, chúng ta sẽ có một cái thanh tab menu ở trên đây. Đó. Ở đây thì nó sẽ hiển thị công cụ này. Đó. Nó sẽ có những cái chiến dịch vụ nó có mới ở đây này, có những cái chức năng mới, ví dụ như là chiến dịch AI hoặc trang đích. Thì đây là những cái chức năng mới của Redbone mà trong video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người những cái chức năng mới này của Redbone. Thậm chí phải chuyển đổi từ cái này cũng khá là hay. Ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái chiến dịch tiếp thị qua email, tức là gửi một cái email đến một list danh sách khách hàng thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là liên lạc này. Liên lạc ở đây sẽ là nơi để chúng ta đưa những cái data của chúng ta vào. Khi mà chúng ta thu thập được những email của khách hàng và muốn gửi cho cái tệp đó thì chúng ta vứt cái tệp email data khách hàng vào trong đây, vào trong cái phần liên lạc này. Trong liên lạc này thì nó cũng sẽ có cái phần danh bạ. Rồi là trong danh bạ thì nó sẽ có những cái liên lạc y như là cái Mailchimp lần trước mà mình đã hướng dẫn mọi người. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể tạo một cái danh bạ bất kỳ, ví dụ như hôm nay là 3 tháng 3 đi, ví dụ khách hàng 3 tháng 3 đi chẳng hạn này. Đó thì mình có thể đặt tên một cái danh bạ như vậy, sau đó mình tải. Và ở đây không được chữ ký tự đặc biệt. Đó. Thì chúng ta sẽ là 3T3 đi. Rồi, ấn mở tạo này. Thì lúc này chúng ta sẽ có thêm một cái danh bạ mới. Đó, một cái danh bạ là KH3T3. Đó, sau đó thì mọi người sẽ có thể thêm nhiều liên lạc vào bên trong cái danh bạ này. Thì chúng ta thể làm theo ngày tháng hoặc là tệp khách hàng 1, tệp khách hàng 2. Đây là tệp khách hàng 1 thì chúng ta sẽ up tất cả những cái data của khách hàng 1 vào trong đây chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần thêm liên lạc ở đây để thêm liên lạc vào bên trong cái danh bạ này. Rồi thì mọi người sẽ cần phải chuẩn bị sẵn một cái file email data khách hàng đã được lập. Ví dụ ở đây thì mình sẽ có một số những email mẫu. Để tí nữa khi mà mình gửi đi thì mình sẽ check cho mọi người xem. Đó, đây đây sẽ là cái file email của mình. Đó. Thì sau khi mọi người tiến hành các bước như lọc email, sống chết các thứ vân vân ấy, mà trong những cái video trước mình cũng đã hướng dẫn mọi người cách thu được data này từ những cái nguồn như kiểu trang đích, như kiểu website, như kiểu fanpage, như kiểu tờ rơi, như kiểu rất là nhiều thứ để chúng ta thu được data là thứ nhất. Sau khi thu xong thì chúng ta sẽ tiến hành là lọc data, xem data đấy cái email đó nó còn hoạt động hay không, và sau đó chúng ta sẽ up tất cả những email mà sau khi lọc được còn hoạt động để chúng ta đẩy nó vào trên đây để chúng ta thực hiện chiến dịch email marketing. Rồi ở đây sẽ là cái file của mình này. Rồi mình sẽ có hai cách, một cách là thêm thủ công, một cách thứ hai là tải tệp tin lên. Ở thêm thủ công thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ và tên rồi là các trường các thứ vào đây, sau đó chúng ta thêm tin lạc thôi. Để nhanh thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần tải tệp tin này. Cái tải tệp tin này thì chúng ta sẽ cần phải đáp ứng cái định dạng của nó, và tối đa là chúng ta sẽ có 10 MB. Đó. Đây chúng mình sẽ up lại cái tệp vừa nãy lên đây. Rồi, sau khi tập xong thì chúng ta sẽ có ba cái là thêm và cập nhật hiện tại, tức là chúng ta sẽ thêm và cập nhật tất cả những cái cũ. Chỉ thêm mới thì tức là chúng ta sẽ không cập nhật lại những cái thông tin cũ đã bị trùng, và chỉ cập nhật hiện tại là chúng ta sẽ cập nhật lại những cái thông tin ở hiện tại nhưng mà nó đã bị cũ. Đó. Và mọi người sẽ lưu ý chọn vào cái tôi có quyền thêm này để chúng ta có thể ấn vào cái bước tiếp theo. Ở đây thì mình sẽ chọn thêm và cập nhật mới hiện tại luôn, tức là mình sẽ update toàn bộ những cái thông tin ở trong cái file này vào bên trong cái danh bạ. Đó, tiếp theo. Trong cái tiếp theo này thì chúng ta email nó sẽ tự động nhảy vào bên trong gắn một cái trường là email này. Thì cái file Excel của chúng ta có những cái trường thông tin gì thì nó sẽ hiện sang bên đây.
và chúng ta sẽ gắn cái trường đó cho tất cả những cái cột mà chúng ta có. Ví dụ chúng ta có thêm cột ngày sinh thì chúng ta gắn birthday cái thứ vào đây, thành phố, city đó, để thì chúng ta có thể làm những cái phần về cá nhân hóa, về kiểm soát lại cái thông tin data khi mà chúng ta nhập vào đó, thì nó sẽ tương tự như cái thằng Mailchimp lần trước mà chúng ta đã được tìm hiểu với nhau. Ở đây thì mình sẽ tên đúng không, thì mình sẽ gắn cho nó một cái trường là trường name đó. Trường hợp không có thì mọi người sẽ có thể tạo thêm những cái trường mới, ví dụ như là trường mã khách hàng, ở đây nó sẽ không có thì mọi người có thể thêm một cái trường là mã khách hàng và gắn cho nó đó. Rồi sau khi mà xong thì chúng ta sẽ tiến hành nhập. Mình không rõ là cái file này của mình nhập được không nha. Ok, đã hiểu. Ok. Ồ, bị từ chối rồi. Vì cái phần test này mình đã làm nhận cái file này, cái read data này mình cũng đã từng nhập lên trên cái repo này nó test rồi. Cái repo này thì mọi người sẽ lưu ý giúp mình một phần, nó khá là đặc biệt so với lại những cái công cụ khác. Vì để tránh cái tình trạng mà spam người dùng nhập một cái lượng data từ một nguồn data ấy, mà nhập quá nhiều tài khoản, thì cái repo này nó sẽ quét để chặn mọi người. Ví dụ nhé, mình có cái phần data ở trong cái file này, mình đã từng nhập lên một cái tài khoản khác ở trên repo rồi, và mình lại nhập y lại những cái thằng data này lên một cái tài khoản khác nữa của thằng repo, thì thằng repo đó nó sẽ từ chối. Đó là lý do tại sao mà trước đây có một số bạn sinh viên không thể nhập được cái data vào, tức là mọi người lấy của một lớp và cái list data nó sẽ giống nhau, ví dụ 30 học sinh thì 30 học sinh nó sẽ y một cái email như vậy mà mọi người nhập vào, nó cũng sẽ y hệt như một cái tài khoản khác đã được nhập vào rồi. Thì cái phần này là đối với những cái bạn sinh viên mà làm về email marketing sẽ cần rất lưu ý cho mình cái phần mà khi bị từ chối này, vì rất là nhiều bạn hay gặp gặp phải cái tình trạng này và có inbox và hỏi mình về cái tình trạng này. Đó, thì chúng ta nhập cái data lên nó đã bị trùng với lại một cái tài khoản khác rồi thì nó sẽ từ chối chúng ta. Ở đây thì mình sẽ thử lại, mình sẽ đi tìm một cái tệp data khác mà chưa từng được nhập lên trên đây thì mới được. Rồi sau khi mà soạn xong một cái list mail, ở đây mình đã lôi ra ba cái mail mà trước đó chưa có tài khoản nào đẩy ba cái mail này lên trên cái tài khoản đó, tức là cái ba cái mail này chưa từng được nhập lên bất kỳ một cái tài khoản nào ở trên cái repo, thì mình sẽ tiến hành nhập thử lại cái mail, ba cái mail này nhé, nhập lại cái file data này này, rồi thêm liên lạc lại này, sau đó chọn các danh bạ. Ở đây khi mà chúng ta có nhiều danh bạ chúng ta muốn nhập lên cái nào thì chúng ta sẽ chọn vào cái đó nhé. Mọi người sẽ có nhiều cách nhập. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn danh bạ này, hoặc là chúng ta có thể vào thẳng cái trực tiếp cái liên lạc ấy, vào cái danh bạ và chúng ta thực hiện như cái lúc đầu vừa nãy đó. Ở đây thì mình sẽ làm lại tương tự những cái các bước như vừa nãy. Đó, mail test này. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết nối dịch vụ nhé trên những cái nền tảng lưu trữ khác đó, rồi là dán, rồi là chuyển danh bạ. Ở đây sẽ có nhiều cách nhập nhưng mà mình hay sử dụng cách nhập là cách tải tập tin lên, hoặc chúng ta có thể dán trực tiếp vào trong đây đó, nó sẽ có cấu trúc như này này đó. Rồi tiếp tục tiếp theo này, à quên mất mình chưa up cái tập tin đó lên. Ở đây sẽ là cái tập tin mail mới này, ba cái mail rồi tiếp theo. Rồi, cũng gắn trường y như vừa nãy. Rồi, nhập lên. Rồi, ok, đã hiểu. Rồi, đó, nó sẽ ghi một cái trạng thái đã hoàn tất như này. Đó, bất kỳ khi mọi người nhập một cái lượng data vào lên, vào thời điểm nào nó sẽ đưa cho mọi người một cái trạng thái là xem mọi người đã được nhập lên hay chưa, và có bị từ chối hay không. Đó, ví dụ ở đây ba cái mail này, trước đó mình chưa từng nhập lên bất kỳ một cái tài khoản cái nào khác, thì nó sẽ được chấp nhận. Còn với cái list mail, chín cái mail này này mình đã từng nhập lên một cái tài khoản hoặc cần một số những cái tài khoản repo nào đó rồi thì lúc đó nó sẽ bị đánh từ chối. Tránh cái trường hợp mà các ông sử dụng một cái nguồn data mua bán, tức là nó vứt cho ông một cái data mà có 10 cái email, mà 10 email nó giống nhau mà ông lại vứt lên tận 10 cái tài khoản repo, ông cứ cứ spam gọn cái nó dạng như là một cái cách để nó chống được cái spam đến một cái mail nào đó với cái công cụ repo đó, thì cái này cũng khá là hay. Đó. Đây là cái data chúng ta đã nhập lên này, chúng ta có ba liên lạc tải lên. Đó, chúng ta ấn lại về trong cái liên lạc này nhé. Thì lúc này ở cái khách hàng 3 tháng 3 này nó đã có số liên lạc là 3. Đó sẽ là ba cái mail này của mình vừa nhập vào này. Đó. Rồi sau khi mà có liên lạc xong
tạo xong được tất cả những cái liên lạc lên trên đây rồi thì chúng ta sẽ thực hiện tạo ra một cái mẫu mail để chúng ta thể gửi được cái mail đó đến cho cái liên lạc mà chúng ta đã vừa nhập lên đó, thì chúng ta sẽ sang một cái tab đó chính là phần tiếp thị email. Cái tiếp thị cái email này thì đặt mới đây bên GarageBand cũng đưa ra cho một chúng ta một cái để có thể tạo cái AI hình như là thế. Lần trước mình có xem thử cái đoạn đó. Đây Gmail một lần duy trì rồi, ok chúng ta sẽ ấn vào phần tạo bản tin nhé. Trong cái tạo bản tin này, đây đây sẽ là cái phần mà tự tôi tức là tự chúng ta sẽ tạo một cái mẫu email, hoặc là chúng ta thể trình tạo email AI, hỗ trợ AI, tức là chúng ta sẽ nhập một cái câu hỏi nhập một cái câu trả lời cho một số những câu hỏi của họ để chúng ta nhận về được một cái mẫu mail. Đó, thì chúng ta thể tự làm hoặc là chúng ta có thể dùng cái AI. Ở đây thì mình sẽ test thử luôn cái trình hỗ trợ AI này của họ. Đó, chúng ta sẽ chọn vào trình hỗ trợ AI. Họ sẽ khai thác chúng ta một số những cái thông tin để có thể tạo ra được một cái thiết kế mẫu mail. Đầu tiên là email có nội dung gì. Giả sử ở đây mình sẽ đưa ra một cái ưu đãi khuyến mãi. Ưu đãi khuyến mãi 50% cho khách hàng vào tháng 3 đi. Đó. Rồi, đây là nội dung email. Chúng ta có thể có nhiều nội dung email khác nhau. Ở đây thì mình sẽ test thử thôi. Tiếp theo là doanh nghiệp của bạn thuộc hình thức nào, tức là lĩnh vực hoạt động của cái doanh nghiệp của các bạn. Ở đây họ có ví dụ thể hình, hoặc là chúng ta làm về giáo dục, chúng ta làm về thời trang, chúng ta làm về y tế, rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây ví dụ mình cũng làm thể hình như trạng này. Đó, trong cái phần cài đặt thêm này thì chúng ta sẽ có một số những khai báo, ví dụ như là đối tượng nhận mail là ai. Thể hình thì sẽ là nhân viên văn phòng như chẳng hạn này. Những người nhận mail chúng ta sẽ làm nhân viên văn phòng. Và đây là một cái loại mail lời mời, lời email chào mừng. Email chào mừng tức là khi mà mọi người điền xong những cái pop up, điền xong những cái form các thứ ấy, thì chúng ta sẽ gửi mail này cho mọi người này. Rồi email giảm giá ở đây chúng ta sẽ chọn vào cái email giảm giá này phù hợp với lại cái nội dung email của chúng ta. Ok, tiếp theo thì chúng ta muốn cái email của mình có giọng như thế nào. Đó, nó sẽ có một số giọng giọng như này. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái giọng là giọng thân thiện đi chẳng hạn này. Đó, xong rồi tiếp theo. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ được chọn một cái bố cục. Cái hai cột ba cột này thì hiện tại họ chưa ra mắt rồi. Cái hai cột ba cột này thì có vẻ trông nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cột đi, chọn có cả hình ảnh nữa vì văn bản này thì nó sẽ không được đẹp lắm, không không được đẹp lắm. Đó. Tô điểm cho thư, tức là chúng ta sẽ chọn bảng màu cho nó. Ở đây thì ví dụ gym thì mình sẽ chọn tối tối một chút đi chả này. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ tải một cái logo lên. Logo của chúng ta ví dụ ở đây mình sẽ tìm ra một cái ảnh bất kỳ đi. Ở đây thì mọi người sẽ chuẩn bị sẵn một cái ảnh logo của mọi người lên đó. Đây, ví dụ mình chọn ra một cái ảnh bất kỳ này. Đây, ví dụ chọn luôn cái ảnh logo của mình này. Đó. Thì chúng ta sẽ đầy đủ tất cả các nội dung rồi đúng không? Chúng ta sẽ ấn vào tạo này. Rồi, ở đây thì mình sẽ đợi một chút để hệ thống nó ghi nhận cái thông tin của mình để nó tự động tạo ra cho mình một cái mẫu mail theo như những cái thông tin mà mình đã khai báo. Bên cạnh cái làm với AI này thì mọi người hoàn toàn có thể làm thủ công, tức là tự mình tạo ra những cái email. Ở đây cái thủ công đấy thì tí mình cũng sẽ hướng dẫn qua mọi người. Và giao diện làm việc với thủ công nó sẽ tương tự như thế này thôi. Rồi ok, hình ảnh của chúng ta cũng đang không được hiển thị ra rồi. Cái trang này nó đang bị lỗi, kể cả về hình ảnh nó cũng sẽ bị lỗi như thế này, không cho chúng ta xem được hình ảnh, lỗi CS rồi. À, thì đợi lại khi mà chúng ta đưa ra những cái thông tin thì bên Respond sẽ trả về cho chúng ta những cái nội dung email như thế này, chuẩn bị bản thân cho chương trình ưu đãi đặc biệt những thứ này. Và thường nhá, mọi người sử dụng theo cái mẫu mail mà do AI tạo ấy thì cái tỷ lệ bị rơi vào hòm thư spam nó sẽ được giảm đi khá là nhiều. Đấy là theo cá nhân mình nhận định. Bởi vì nó sẽ xét độ unit của cái email nó đã xét rồi, sau đó nó mới tạo cho mình. Đó.
thì mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng một công cụ mà trong cái Mailchimp mà mình đã hướng dẫn mọi người ấy là Severance. Có một số bạn comment trong cái video về Mailchimp là không sử dụng được cái GetResponse, thì GetResponse hiện tại đã chặn IP tại Việt Nam rồi và mọi người bắt buộc phải fake IP sang một cái địa chỉ khác, ví dụ như là một cái quốc gia khác chẳng hạn, mọi người nên phải fake IP thì mọi người mới có thể truy cập được vào cái server seat đó. Thì mọi người sẽ lưu ý giúp mình cái phần server seat. Ở đây thì nó đang không hiển thị hình ảnh cho mình rồi. Thì chúng ta chỉnh sửa cũng dễ thôi, chúng ta ấn vào hình ảnh này nó sẽ cho chúng ta thay đổi những hình ảnh mới này, rồi là cho to bé hình ảnh đó. Cái này thì giao diện của nó cũng toàn kéo thả thôi, tất cả đều là kéo thả cả. Và bất kể cái này, ví dụ nhá, ví dụ chúng ta muốn thêm văn bản đây, chúng ta kéo vào đây và chúng ta nhập bình thường đó, chúng ta nhập nội dung vào bình thường đó. Và chúng ta cũng có thể kéo những cái mục khác vào bên trong đó rồi. Chỉnh sửa những cái nội dung trong đây thì chúng ta cũng có thể chỉnh sửa lại, vì cái văn bản các thứ này là cũng là do AI nó tạo thôi, thì chúng ta sẽ chỉnh lại theo đúng cái ý của chúng ta. Rồi mạng xã hội các thứ thì chúng ta cũng sẽ vứt liên kết trang của chúng ta vào trong đây thôi. Đó. Rồi nút CTA này, khám phá ngay chúng ta muốn dẫn đến đâu, ví dụ chúng ta muốn dẫn đến website chẳng hạn. Đây, ví dụ mình muốn dẫn đến website này đi chẳng hạn này. Đó. Xong rồi màu nút các thứ như này thì chúng ta hoàn toàn để chỉnh trong đây. Thì những cái nút chỉnh như này thì có lẽ là mọi người sẽ quen thuộc rồi. À, thì mình sẽ không đề cập nhiều nữa. À, mình sẽ hướng dẫn mọi người một chút liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ tự tạo một cái mẫu email mà chúng ta sẽ không phải làm qua cái con AI như vừa nãy nữa. Rồi, đợi một chút, cái trang này nó đang bị lỗi rồi. Ok, đăng nhập. Rồi, tiếp vẫn là tiếp thị qua email nhé. Rồi, trong cái phần bản tin này, mọi người sẽ tiếp tục tạo một cái bản tin này. Đó, mọi người chọn sang cái phần tự tôi nhé. Tự tôi tức là tự mình sẽ tạo ra một cái email. Rồi, trong cái phần email này thì mọi người sẽ cứ nhập tất cả những cái thông tin như tiêu đề, rồi là phòng tiêu đề người nhận ở đây. Tất cả những cái thông tin này. Đó, thì tí nữa sang bên cái AI vừa nãy thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần để có thể nhập các thông tin này. Thì ở dưới đây, ở trong cái phần thiết kế và nội dung này này, mọi người sẽ ấn vào phần thiết kế thư. Thì lúc này mọi người sẽ chủ động tạo cho mình một cái thư theo cái mục đích của mọi người. Và khi mọi người sử dụng trả phí thì ở đây hình như nó còn có những cái mẫu mail, mẫu thư ấy. Không biết là lỗi như kia nó có hiển thị hình ảnh các thứ hay không, nhưng mà mọi người sử dụng cái tài khoản trả phí ấy, nó còn cho mọi người những cái mẫu có sẵn để mọi người dựa trên đó mọi người chỉnh sửa lại. Cũng khá lâu rồi mình không không dùng sang cái công cụ GetResponse này. Giờ này có vẻ là nó cũng cũng không được mượt lắm nhỉ, bị lỗi như thế này. Đây, ví dụ các tên các mẫu này, Valentine Day này. Ví dụ ngày Valentine nó sẽ đẩy những cái mẫu Valentine lên trên, rồi Christmas này, rồi Black Friday này, giả sử đây chọn một cái Black Friday tặng quà này chẳng hạn này, em nó có hiển thị hình ảnh hay không. Thì nó sẽ cho mọi người một cái mẫu mail như thế này. Giả sử up một cái logo, lại cái logo của mình lên dưới nhé. Đây, logo mình đã đưa đưa lên rồi thì nó sẽ có ở trong cái mục tập tin của mình luôn. Còn nếu chưa có thì mọi người sẽ ấn vào cái phần thêm tự tin ở trên đây. Không xem được hình ảnh luôn. Dùng thử này. Cái trang này đang bị lỗi khá là nhiều. Hy vọng là trong cái việc mà lúc mà mọi người thực hiện thử ấy, nó sẽ không bị lỗi như thế này, thì mọi người sẽ xem được cụ thể hơn cái hình ảnh nó thay đổi như thế nào, rồi là những cái thông tin khác nó sẽ thay đổi. Đây là cái mẫu của sẵn nhé, đây là mẫu của sẵn của họ, thì chúng ta thể tạo được một cái mẫu trống. Đây, chúng ta để tạo từ một cái mẫu trống, một cột, hai cột, ba cột và một cái mẫu trống hoàn toàn. Mẫu trống hoàn toàn nó sẽ là trắng trơn và chúng ta sẽ kéo các phần tử vào. Có cái ghi đè nhé, tức là chúng ta sẽ ghi đè lên lại cái mail vừa đấy. Chúng ta sẽ kéo từng phần một. Ví dụ chúng ta muốn một cái ảnh trên đây,
Đó, quay lại tiếp này, chúng ta tiếp tục cái văn bản phía bên dưới này. Đó, chúng ta sẽ nhập văn bản đây, chúng ta sẽ đẩy ảnh lên trên đây và chúng ta sẽ có thể đưa màu nền này, rồi là căn chỉnh này, và đặc biệt khi mà chúng ta thiết kế thư ấy, thì chúng ta sẽ cần phải rất quan tâm đến cái việc mà nó sẽ responsive, tức là trên cả di động, trên cả máy tính bảng và trên cả máy tính nó đều phải hiển thị thật là ổn, đặc biệt là trên mobile, trên điện thoại. Ví dụ ở đây chúng ta đang có một cái ảnh quá to, chúng ta không muốn nó hiển thị ở trên mobile thì chúng ta phải click vào đây để ở trên cái giao diện của mobile. Đó. Và trong các cái thiết kế của chúng ta có thể có một cái phần thử nghiệm xem trước ở đây. Đây thì mình sẽ qua lại cái phần của thằng AI nhé, để mọi người sẽ xem dễ hơn. Trong cái AI này này, chúng ta sẽ có một cái phần thử nghiệm xem trước. Chúng ta sẽ ấn vào cái phần xem trước để có thể xem trước được cái phần nội dung thư hiển thị như thế nào khi mà gửi đến người dùng. Ví dụ ở đây thì những cái phần logo rồi là hình ảnh ở đây mình đang không hiện được do nỗi lỗi của cái công cụ này thôi. Thì mọi người sẽ tiếp tục chuyển sang cái phần mobile ở đây. Mọi người sẽ thấy được cái giao diện khi mà cái thư của chúng ta gửi đến một cái điện thoại thì người dùng dùng điện thoại sẽ xem được như thế nào. Vì tỷ lệ mở mail các thứ thì đại đa số hiện tại tỷ lệ mở mail trên máy tính cũng nhiều, nhưng mà chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm đến cái phần điện thoại. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem ở chế độ tối. Cái này hình như nó đang bị khóa chức năng hả? Ok, nó đang bị khóa chức năng, chúng ta phải nâng cấp. Tức là chúng ta sẽ có giao diện ở trên một cái ứng dụng, trên mail chẳng hạn, thì chúng ta có thể cài đặt cái nền cho nó, chúng ta có thể chọn là sáng hoặc là tối. Thì giữa hai cái khung nền đó thì cái mail nó cũng sẽ hiển thị khác nhau, thì chúng ta có thể mở trước để chúng ta xem. Rồi kiểm tra cá nhân hóa. Kiểm tra cá nhân hóa là tức là chúng ta muốn rồi ok. Còn một cái phần nữa, phần cá nhân hóa rất hay trong cái phần mail này mà mình quên chưa đề cập đến mọi người này. Chúng ta sẽ thoát cái xem trước này ra nhá. Chúng ta sẽ có một cái phần cá nhân hóa, ví dụ như là xin chào tên của người dùng. Ví dụ nhá, ở đây mình sẽ không gọi là tên xin chào tất cả người yêu thể hình nữa, mà mình sẽ xin chào thẳng luôn cái tên của họ đi chẳng hạn này. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần để có thể cá nhân hóa khách hàng bằng những cái trường thông tin mà trong lúc mình liên lạc ấy mình đã thêm vào. Ở đây mình sẽ có một cái hình bút ở đây, two option. Đó, một cái bút với hình người ở đây, two option, để mọi người có thể chọn được các trường dữ liệu. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là name đi, ở đây mình chỉ có trường duy nhất là name thôi. Đó, chọn vào tên đó thì tự động nó sẽ là xin chào anh A, xin chào Nguyễn A, Nguyễn B, Nguyễn C. Đó thì đây sẽ là cái phần mà để có thể cá nhân hóa được cái email của chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta thể khai thác được càng nhiều thông tin thì chúng ta sẽ có càng nhiều những cái phần cá nhân hóa cho cái email này. Ví dụ như là dân nhịp dịp sinh nhật chẳng hạn này, thì với những cái công cụ như này chúng ta cũng có thể lưu được cái phần sinh nhật của khách hàng và set sẵn những cái phần ví dụ như là ngày ngày sinh nhật của khách hàng thì nó sẽ tự động gửi email đấy. Thì cái đó nó sẽ hơi nâng cao một chút, thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ thực hiện những cái video để hướng dẫn mọi người những cái phần nâng cao đó. Còn trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ thực hiện gửi được một cái bức thư đi, và người nhận sẽ nhận được một cái bức thư đó, và chúng ta sẽ xem được những phần đánh giá, những cái kết quả khi mà gửi thư nó như thế nào thôi. Đó là cái về phần thực hiện thiết kế thư. Thì chúng ta sẽ mất chủ yếu nhiều thời gian nhất trong cái phần là phần thứ nhất là thu được data khách hàng, đó là phần khó nhất và phần lâu nhất. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ mất thời gian trong cái phần thiết kế thư, và chúng ta phải test API các thứ. Khi mà mọi người làm đến một cái level nó cao hơn ấy, thì mọi người phải test API để đo cái lượng tương tác khách hàng với email nó sẽ sâu hơn một chút. Đó. Tức là chúng ta sẽ phải tập trung rất nhiều về cái UI UX trên website, từ cái tiêu đề đặt như thế nào, rồi là nội dung bên trong mail thiết kế làm sao để có thể tăng được CTA, tăng được cái click của CTA chẳng hạn. Đó, nó sẽ có rất nhiều những yếu tố liên quan. Đó. Thì sau khi thiết kế xong một cái mail nhé, mọi người sẽ ấn tiếp tục vào cái phần tiếp theo này, thì nó sẽ dẫn mọi người ra đến một cái trang để khai báo những cái về tiêu đề các thứ thôi. Đó. Lưu dưới mạng nhé thì không cần nhé, copy này. Rồi nó sẽ quay trở lại y như cái giao diện vừa nãy khi mà mọi người chọn được cái tự tôi ấy. Đó, nó sẽ cho mọi người một cái để có thể đưa ra một cái tiêu đề này, giảm giá viên tháng 3 margin chẳng hạn này. Đó, giả sử như thế. Ok, ấn nhầm rồi, quay trở lại nhé. Ok.
Đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu để đưa ra một cái tiêu đề nó hợp lý, và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái liên quan đến việc viết một cái tiêu đề như thế nào cho một cái email. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái phần dòng tiêu đề nhé, thì mình sẽ copy luôn cái đoạn này. Hoặc cái này thì cái dòng tiêu đề trên thì mọi người sẽ lưu ý là chúng ta sẽ xem cái tiêu đề này và chỉ chúng ta có thể xem được thôi. Còn cái khi mà mail khách hàng nhận về ấy, thì người ta sẽ nhận được cái dòng tiêu đề ở dưới đây. Đó. Và nó sẽ có gợi ý chúng ta là 560 cho di động và 100 cho máy tính các thứ ấy. Thậm chí trong tiêu đề này chúng ta cũng có thể cá nhân hóa được cái tiêu đề. Rồi là chọn thêm được những cái cảm xúc. Ở đây hình như nó có thêm cả cái hỗ trợ AI này. Mình có thể chọn vào cái hỗ trợ AI này thử nhé. Ok, những từ khóa nào? Ok, từ khóa giảm giá 20, 50% đi chẳng hạn này. Gym này. Đó, doanh nghiệp là thể hình à? Vừa mình chọn thể hình thì phải. Đúng nhỉ? Vừa mình chọn là cái giảm giá 5 thể hình cho cái gì nhỉ? Rồi, mình cứ chọn làm thể hình nhé. Rồi, tạo đi. Rồi tận hưởng 50% giảm giá thì dành 5 ý tưởng giảm giá gì đó. Ok, đó mình có thể sử dụng đây cơ hội vàng gì thế này. Cơ hội vàng giảm 50% gói tập gym nhé. Mình cũng không nhớ được vừa nãy mình chọn với lĩnh vực gì lắm. Đó, thì ở đây mình sẽ chọn tạm cái tiêu đề là dịch tập gym chẳng hạn. Rồi tiếp theo là cái phần người nhận này. Khi là mọi người làm xong các dòng nhé, mà nó tích xanh như này là ok này. Đó, cái người nhận thì chúng ta sẽ thêm xem là chúng ta sẽ gửi email này đến cho đối tượng nào. Thì mình sẽ gửi thẳng luôn cho cái liên lạc là khách hàng 3T3 này. Và vừa nãy mình đã tạo. Đó, sau đó nữa là thêm thiết kế và nội dung. Cái này thì mình đã sử dụng AI để mình làm rồi này. Đó, ví dụ ra ngoài đây thì mình sẽ thấy nó có ảnh rồi có logo thứ nhá. Nhưng vừa nãy thì nó không hiện thì nó do lỗi của cái phần mềm này thôi. Đó, thậm chí chúng ta thể gửi thư thử nghiệm trước. Đó, ở đây thì mình sẽ gửi ngay hoặc là gửi sau. Thì ở đây mình sẽ gửi ngay thẳng luôn trong mấy cái email kia. Thì hiện tại mình có thể vào đó để mình xem được. Đó, thì mọi người có thể lên một cái lịch cho nó, ví dụ mọi người xét và mình sẽ gửi cái email đó vào ngày mai vậy ạ. Đó, ở đây thì mình sẽ tiến hành mình gửi ngay thì đây gói free chúng ta sẽ có 2.500 email một tháng. Ok, đó, chúng ta sẽ ấn vào gửi thư thôi. Lẽ ra bước này thì chúng ta sẽ có một cái phần nữa, phần là test responsive. Ok, chúng ta đang bị lỗi một cái trong cái phần thiết kế email. Đó chính là cái chân trang của chúng ta đang không thể nhìn được, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải sửa lại cái phần footer của cái trang này. Tại sao cái footer này nó phải nhìn được, tức là nó phải có độ tương phản giữa chữ và nền. Ví dụ nền chúng ta nền màu trắng thì bắt buộc cái phần mà hủy đăng ký hoặc là thay đổi thông tin các thứ chúng ta cần phải để nó thành màu đen để nó dễ nhìn, để khách hàng có thể hủy đăng ký, nút nổi bật lên cái hủy đăng ký đấy được. Đó, thì nói chung là cái phần tiêu đề, tất cả những cái phần liên quan đến phần chân trang này chúng ta cần phải làm nó tương phản giữa màu chữ với lại cái phần màu nền. Ở đây ví dụ mình sẽ thay đổi màu chữ thành màu đen là chẳng hạn này. Đó. Rồi tiếp theo sau đó chúng ta sẽ thử xem là cái mail đấy nó hợp lệ chưa. Rồi vừa đang nói dở cái đoạn mà liên quan đến liên quan đến sheet, thì lẽ ra đoạn này chúng ta sẽ có thể test thêm sheet nữa. Còn trong trường hợp mà mọi người cảm thấy ok thì mọi người có thể gửi test thẳng vào bên trong một cái lượng data như mình đang tạo để xem là cái hiển thị về nó như thế nào, gửi nó xem có ổn hay không. Đó. Thì đúng nhất thì chúng ta sẽ dùng cái thêm sheet nữa. Tuy nhiên thì sheet mọi người cần fake API thứ ấy, nó sẽ khá là mất nhiều thời gian và mình sẽ không hướng dẫn lại nữa, vì trong cái video liên quan đến Mailchimp mình đã hướng dẫn về cái sheet đó rồi, thì mọi người có thể xem lại về cái sheet ở bên trong cái video liên quan về Mailchimp để mọi người có thể test ra được cái tỷ lệ rơi vào spam của một cái nội dung email. Đó. Ở đây thì mình sẽ gửi thử lại nhá, ấn vào gửi thư này, gửi thử lại xem là cái nội dung mail này nó còn đấy không. Mình gửi thư khó có thể nhìn thấy chân trang trên nền này. Ok, thì bắt buộc mình phải sửa nền rồi. Nền của mình đang là nền màu trắng đúng không? Thì bắt buộc mình sẽ phải sửa một cái nền khác. Ví dụ mình một nền ở đây là trong suốt à, mình sẽ chọn ra một cái nền màu nền khác đi. Nó giả sử một nền này đi chẳng hạn này. Mình sẽ tiếp tục test lại này. Thì mọi người sẽ hết sức lưu ý những cái liên quan đến yêu cầu của họ. Ví dụ như cái nền các thứ này này.
Bắt buộc ở dưới chân trang này, hiện tại bản free thì nó sẽ có một cái logo Redapon ở dưới đây. Đó, tí nữa mình mở cái mail mọi người sẽ thấy. Mọi người muốn mất cái logo Redapon ở dưới ID thì mọi người cũng sẽ cần phải nâng lên cái bản trả phí của họ. Gửi lại nhé. Ồ, chắc là được rồi, nó đang lát rồi. Ok, được rồi, nó đã đang bắt đầu gửi đi rồi. Rồi, có vẻ nó quay hơi lâu một chút. Thì ở đây nó sẽ, mình nhớ không nhầm, nó sẽ có một cái phần bảng mà đếm ngược thời gian bao nhiêu lâu nữa thì cái email của chúng ta sẽ được gửi đến khách hàng. Và chúng ta để xem được một cái lượt mở trực tiếp xem là những người dùng ở đâu đang mở cái email của chúng ta. Ồ, ở đây nó không đang bị lỗi không cho ấn luôn này. À đây đây, trên đây thì nó sẽ có cái thời gian đấy rồi này. Ô, mình không thể xem được cái lượt mở trực tiếp này. Xem thư của bạn trực tuyến nhé. Ô, cũng không ấn được này. À hay là hết mấy cái giây này nhỉ, mình không nhớ lắm vì lâu mình không sử dụng công cụ này. Ok, ấn thử nhé. Vẫn không được, vẫn không được. Ok, sau khi nó báo tuyệt lắm, thư của bạn đã được gửi theo cài đặt này rồi, thì chúng ta đã gửi thư đến những cái mail kia rồi. Đáng lẽ ra thì chúng ta sẽ phải xem được cả cái lượt mở thư trực tiếp này, xem là tại địa vị trí địa lý nào những người dùng đang mở mail các thứ ấy. Đó, nhưng mà ở đây thì chúng ta đang không ấn được, khả năng cũng là do cái phần mềm này nó đang lỗi, nó cũng đang lát cái giao diện mail của chúng ta này. Đó, ở đây thì mình sẽ check thử lại trên một cái mail nằm trong cái danh sách vừa nãy nhé. Đây, ví dụ đây là một cái mail mà nó nằm trong danh sách vừa nãy mà mình đã nhập vào bên trong cái tài khoản Redapon đó, thì cái mail này nó sẽ là một trong ba cái mail sẽ nhận được thư đến đó. Thì mình sẽ đợi check xem nó có nhận được thư hay không. Ok, đang không lấy thư ở đâu cả. Đôi khi thì nó sẽ bị rơi vào quảng cáo hoặc là vào thùng rác, vì vừa nãy mình cũng đang không test cái phần trăm rơi vào họ thư spam của nó. Rồi, hộp thư đến không thấy rồi. Đó, chúng ta sẽ quay lại cái mail nhé. Chúng ta sẽ có một cái phần báo cáo này này để kiểm tra xem là cái thư đó đã được gửi đến người nhận hay chưa. Thì chúng ta sẽ có một cái phần là phần báo cáo, và sau khi mà gửi đến người nhận thì họ sẽ có những hành động gì, lượt mở là bao nhiêu, lượt xem bao nhiêu, lượt click vào cái ABC là bao nhiêu, thì chúng ta có một cái phần là phần báo cáo như thế này. Ô, sao lại tả bản tin tiếp thế này, cái công cụ này đang đang có vấn đề nha. Vào lại phần báo cáo nha, bắt lại. Ok, nó đã hiện rồi đây. Ok, tỷ lệ gửi thư 100% này, tức là chúng ta đã gửi đi đến ba cái và đã gửi là ba. Trong trường hợp mà có những cái mail mà chúng ta không thể gửi đến được ấy, thì cái tỷ lệ này nó sẽ bị thay đổi, tức là chúng ta không thể gửi hết 100% được, tức là nó sẽ gửi đến một địa chỉ mail không tồn tại chẳng hạn, thì cái tỷ lệ thư nó gửi thư đi được nó sẽ giảm đi đó. Và chúng ta sẽ xem lại cái mail này xem. À đây, ok, mail đã về rồi đây. Chúng ta đã gửi nhận được một cái email marketing từ Redapon với cái công cụ Redapon rồi đó, nó sẽ có thông tin như thế này. Và đây mình thử check xem một cái mail khác xem có nhận được vào trong hòm thư chính không nhé, vì cái khi mà tạo AI ấy, mình để ý là cái tỷ lệ rơi hòm spam nó rất là thấp. Ví dụ cái mail này cũng là một trong cái mail mà vừa nãy mình đã đưa vào bên trong cái nhận. Ok, đăng nhập này. Chúng ta sẽ xem thử đây, nhà sách tiện lợi nha. Xem cái mail này có nhận được cái mail về không. Ok, cũng nhận được một cái mail về nha. Ở cơ hội vàng giảm 50% trong gói tập gym. Đó. Rồi, xin chào nhà sách này, đó tên. Đó, xin chuẩn bị các thứ này đó. Đó. Và chúng ta có thể ấn vào khám phá ngay thì nó sẽ ra nha. Ra một cái trang mà chúng ta đã cài đặt trước đó. Rồi những cái trang này chúng ta sẽ đưa link các thứ vào. Đó, đó là cách để chúng ta tạo ra một cái chiến dịch, và sau khi mà có người dùng mở cũng như là click nhá thì chúng ta sẽ có những cái chỉ số ở bên đây. Không nhảy hả? Lát lại nha. Lát lại thì chúng ta sẽ có những cái
chỉ số liên quan đến việc đo lường hiệu quả của một cái chiến dịch email marketing. Ví dụ mình gửi đi 3 bức thư cho 3 mail và có 2 mail mở thì nó sẽ tính tỷ lệ mở cho mình, và có một mail nhấp thì nó sẽ tính tỷ lệ lật nhấp, rồi tỷ lệ thoát ngay, tỷ lệ khiếu nại thư giác, tỷ lệ hủy đăng ký. Thì trong một cái video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phân tích những cái chỉ số của email marketing. Đó, thì mình sẽ có riêng một cái video liên quan đến cái việc mà đọc báo cáo và phân tích chỉ số của email marketing. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện gửi đi được một cái email thôi. Đó, thì như này là chúng ta đã thành công gửi đi được một cái email, và đây nó đang là cái phần cơ bản nhất, biết gửi email và xem được những cái phần báo cáo liên quan đến cái email đó. Và nó sẽ hơi tương tự la lá các bước thực hiện, khá giống như cái thằng Mailchimp. Tuy nhiên thì cái thằng này mình đã không hướng dẫn, không giải nghĩa quá kỹ bởi vì nó đã có tiếng Việt rồi và các bước nó vẫn gần giống như Mailchimp rồi. Thì mọi người có thể xem hai video đó và hoàn toàn có thể thực hiện được một cái chiến dịch email cơ bản dựa trên cái thằng công cụ phần mềm platform này, và chúc các bạn sẽ thực hiện thành công.